chào mọi người nhá. Chúng mình lại gặp nhau rồi. Hiện tại là mình đang đi xuống một con bản, mà con bản này đứng ở trên đèo Mã Pì Lèng á, là mình nhìn thấy được có những ngôi nhà hướng nhìn xuống sông Ngọc Quế nhìn rất là đẹp. Đang tò mò ở đấy là bản gì, xem vào xem đấy xem là cuộc sống người dân ở cái lưng chừng núi gần sông Ngọc Quế, khu du lịch thì sẽ có khác biệt gì không. Đó, chúng ta có thể đứng ở trên kia kìa, trên đèo Mã Pì Lèng kìa, chúng ta nhìn thấy được bản như này đấy, cái bản này chỗ tay Bình Trị ấy. Đó, bản nhỏ nằm ở lưng chừng núi. Còn dưới này là sông Ngọc Quế. Đấy, thuyền đang đi vào hẻm Tu Sản đấy các bạn. Đúng rồi, hẻm Tu Sản. Thì hôm nay trời cũng nắng, nắng đẹp lắm, nắng vàng luôn. Nhìn cái quang cảnh nó bình yên lắm, các bạn nhìn ở đây này. Đẹp, yên bình lắm. Không có một cái tiếng động gì lớn cả, không ồn ào, không còi xe, thanh bình lắm. Nắng thì vàng, khắp cả các cái sườn đồi sườn núi. Núi mặc dù đã vào mùa đông nhưng mà nhờ cây cối ở trên này nó nhìn nó vẫn xanh lắm, nó chưa có bị úa vàng hay chuyển màu vậy. Thì đường xuống bản này thì mình đi đoạn này thì thấy đang bình thường, đang đường bê tông mà không có gồ ghề lắm. Dưới này có con suối chảy qua, mùa này đang ít nước, nếu mà vào mùa mưa thì nước nó nhiều hơn nhiều. Cầu Mã Pì Lèng hay là cầu Mã Pì Lèng, một chị hai bên đường vào thì từ trên kia đi xuống thì toàn trồng cỏ voi hai bên đường thôi, trồng tùm hai bên đường này để làm ăn cho trâu bò mà. Đất này cằn cỗi nên toàn đá nên là chỗ nó trồng được cỏ thì trồng thôi. Dốc này cũng cao. Nắng đẹp lắm. Đi vào các cái bản này mà gặp cái trời nắng ấy, thích lắm. Vì đường nó khô ấy, đi lại nó không có bị trơn trượt. Bao giờ đi chơi mà trời nắng thì nó vẫn thích hơn. Bờ tường đá là đặc sản của cao nguyên đá Đồng Văn, xếp đá để làm tường. Đi đến đây thì chỗ này thì mình có thể nhìn thấy cái sông Nho Quế nó gần đến mắt mình nhất rồi, mặc dù mình không đi dưới sông, và cái hẻm Tu Sản nó cũng gần nhất, nhìn rõ nhất rồi. Đấy, các bạn nhé, thuyền đi ra đi vào, chợ khách đi ra đi vào, quá đẹp luôn đấy, núi non thành thị đúng không? Đây rồi, cái bản đang hiện ra trước mắt mình, ở kia có một cái cây rất là to luôn, cây cả trên kia có một cây to lắm nhỉ, rất là đẹp luôn đấy. Thì mình sẽ đi vào cái bản đấy thôi, lát là mình sẽ lên cái cây đấy xem là cây gì, trông nhìn cây nó to mà đẹp lắm, nhìn ở xa này. Ô, nhìn xa này thấy có nhiều xe để bên ngoài này quá, không biết là trong này có lễ hội hay cái gì không, hay khách du lịch, thấy đông xe lắm đây này. Gì á, lễ cắt băng khánh thành công trình dân sinh à, lễ cắt băng khánh thành nên là có nhiều xe như thế này, có cả quay phim luôn này. Hôm nay là cái lễ cắt băng khánh thành của cái công trình dân sinh này, là cái đông người như thế này. Đây, mình đi vào gần đến nơi rồi, cái cây kia nó cũng gần đến mắt mình rồi. Nhẹ nhàng đi như thế này thôi, để đi vừa ngắm cảnh. Sông Ngọc Quế đẹp quá nhỉ. Đường lên cái cây đấy là chỗ nào nhỉ? Đường đi vào trong này thì thấy khó đi hơn rồi, cũng là bê tông nhưng mà khó đi rồi. Khó đi rồi. Anh, cái đường đi lên cái cây to to như này đường nào anh?
Đi bộ bộ lên thôi à? Không đi được xe đâu đúng không? Đi được một tí đoạn này thôi à? Để vứt xe ở đây thôi à? Lên được trên đấy luôn à? À. Rồi em cảm ơn nhé. À thế à? Con đường khá là mạo hiểm. Mạo hiểm nhưng mà mình chỉ thấy con đường như thế này kiểu nó tăng độ khó, tạo độ khó cho mình á. À, cái gì á? Đây rồi, để mỗi được, để được chỗ này thôi. Mình vừa để xe ở đây. Để tạm xe đấy, mình sẽ đi lên trên cái cây to to này, là cây gì mà mình thấy nó rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ tham quan trong này luôn, để chơi trong này. Này nhà Trình Tường, không biết dân tộc gì đấy, có phải là Hớ Mông hay sao ấy, mà làm bằng nhà xây hết rồi. Đường điên đấy anh à? Cái bản ở đây gọi là bản gì anh? Bản Mã Pì Lèng à? Mã Pì Lèng. Thanh niên này sành điệu quá nhỉ, có mái tóc khá là đẹp đấy. Nhà trong này luôn này, nhà dưới à? Đi đường đấy à? Đi đường này lên trên cây đấy à? Được rồi. Cây là cây gì ấy nhỉ? Cây kia. Tao không biết. Đi không? Đây đây chơi anh. Vâng. Chơi cùng em tên gì? Giả Mỹ Dình. Giả Mỹ Dình à? Giả Mỹ Dình. Giả Mỹ Dình. Vâng. Nay bao tuổi rồi? 18 rồi. 18 à? Vâng. Vợ chưa? Có rồi. Vợ à? Vâng. Lấy lâu chưa? Có con chưa? Có rồi. Mấy đứa rồi? Một đứa thôi. Gái hay trai? Gái thôi. Anh có vợ chưa? Anh chưa? Anh mấy tuổi? Anh 25. Hay Lào ấy. Hay Lào chắc là dạo ấy. Người Mông thì không có người lái rồi. Người Mông là không có người lấy à? Dạo ấy. Già dạ, dạ. Người Mông thì chỉ là 18, 19 thôi. 18, 19 à? Thế là tuổi đấy là già dạ? Già rồi. Nhưng mà cây này là cây gì? Anh nhìn thấy quen quen nhỉ? Cây này là chắc là hua nở hua ra. Hua ra? Vâng. Hua ra? Nở nở hua ấy, giống như... À nở hoa ra cái gì? Anh đi, anh thấy nhiều lắm. Ui. Đây có cây đào này nở sớm nhỉ? Phải. Nhờ. Nở, ta nó nở sớm. Đây có cây đào này nở rất là sớm này, chưa đến Tết mà đã nở. Sát đẹp rồi. Còn phải khoảng 1 tháng, 2 tháng nữa mới có đến Tết mà nở đào nở rồi. Cái đường đi. Đi à? Đi cái đường vòng. Vòng lên à? Đi là anh đi vào đây. Đi vào đây à? Đi đường này được không? Chắc đường này là sang quá. Đi, đi thẳng luôn á? Vâng. Ui anh sợ chui rúc, khó đi. Không, không khó anh ạ. Thôi được rồi, đi theo em đi. Biết đường mà. Sao cây này to thế nhỉ? To mà. Bởi vì anh đi trên đèo Mã Pì Lèng, anh nhìn thấy dưới đây có cái bản này cũng đẹp ấy. Cái cây này cũng to ấy. To. Nhìn là thấy tò mò phết. Cây này không có quả đúng không? Không có. Có biết tên cây này là cây gì không? Ta không biết anh ạ. Hả? Không biết à? Đoạn này hay khó đi. Khó, hết được. Đây. Cái đoạn kia đi có lên được cái gốc cây đó không? Lên được mà chắc nó xa hơn một tí. Xa hơn à? Vâng. Ôi. Nó nhiều đồ. Ô, anh thấy ở đây có cái gì buộc đây này? Ở đây có một cái túm vải buộc lại bằng sợi dây mà buộc vào cái cây có gai đi mọi người. Theo cô em là bảo là bùa. Thấy sợ nhỉ, đang đi mà tự nhiên cho nên thấy cái vải này sợ đấy. Cây này chắc là có người thế, cây này nhiều đấy. Có nhiều người đến đây á? Nhiều người đến rồi. Cây này to, cây này to hết nhỉ? Bởi vì anh thấy cái cây này nó mình đi ở trên kia nó hút vào mắt mình ấy. Ở cả một cái khu rộng lớn như thế này, lưng chừng núi có mỗi cây này là to nhất thế. Ui. Cây này to quá. Đây. Đây, quá to nhỉ? Phải. Cây này chắc phải lâu đời lắm anh nhỉ? Lâu rồi. Chắc là khoảng 20 nào ấy. Anh nghĩ là khá phải to thế này phải hơn em ạ. Tại vì cái thì nếu mà cây gỗ mà gỗ chùa tốt thì gỗ chắc ấy. Nó tuổi thọ nó lâu lắm. Đi lên như này này. Ôi trời.
Ui, cây này phải mấy người ôm mới hết nhở. Ơ nhưng mà ở trong này nó bị hỏng hay sao này? Nó bị hỏng đấy. Nhá. Không biết tên luôn. Khá là to. To nhỉ. Mà lại đẹp đấy, nó xanh xanh rờn luôn đấy. Phải chứ. Xanh rờn luôn. Ở đây có cái gì này? Là gì đây? À, giống cái va. Cái lưới đánh cá đúng không? Cái này là cái câu cá. Câu cá sao mọi người? Nó cho nó đây là bắt chim ấy. Bắt chim à? Vâng. Nó vứt ở đây luôn đúng không? Phải, không hết rồi. Không hết thì vứt đây thôi. Một cây tuổi đời rất là lâu luôn nhỉ. Lâu. To thật. Đúng là mọi người ai đi trên kia cũng đều thấy cái cây này hết đi trên này mà. Nhìn to lắm. To á. Có ai ở nhà không? Có. Có bố mẹ à? Có. Bố mẹ thế ở đây thường thường đi làm nương, làm giấy hay là làm việc gì? Không, ở đây này chắc là trồng ngô thôi. Ngô thế à? Trồng ngô. Ừ. Ăn Tết xong thì trồng tiết. Ăn Tết xong là trồng tiết rồi à? Dạ. Ừ. Ui. Mình mà đứng vào cái chỗ này đúng là mình tí hon luôn đấy nhỉ? Quá bé luôn nhỉ? Một đoạn này hơi dốc. Dốc. Ủa mình lên xe, cái cây này cũng lên xe đầy không? Ờ. Nó bảo là cây này đẹp quá. Nhà em có mấy anh em? Nhà em thì có em một thôi. Có mình em là con trai thì hả? Ờ. Nó là con một nhỉ. Đất này nhìn có vẻ cũng tốt đấy nhỉ. Nếu mà trồng ngô thì không sống được à? Cũng thử trồng hết rồi đúng không? À thế à? Chắc là phải chui xuống này thôi. Chui đường này xuống. Kiến nó cắn vào tay. Okay. Bản này là bản mã pì làng. Ừ. Thế cho anh vào nhà chơi tí được không? Được, được, được. Được hả? Được. Ừ. Vâng, chào chị. Chào bà. Đang đi chơi ở ngoài kia nên là vào đây. Ngày xưa là nhà trình tường ý nhỉ? Phải, nhà mình cho thôi. Chắc là xá cho làm thôi. À, cho làm được. Cho một cái biển ở trên này. À đây à, vợ đây à? Chào em. Đang nhỏ đây à? Mới mới sinh à? Nó là 1 tháng rưỡi đấy. 1 tháng rưỡi á? Ừ. Mình ngoan đấy nhỉ? Đang ngủ ấy. Này là bếp nhà mình nấu đây. Nấu bếp đây chứ, còn cái này chắc là để nấu cám đúng không? Phải. Bò đó. Thế là xả cho làm nhà bằng gạch gạch vồ này. Phải. Này là gì, nồi gì đây? Cơm. Cơm nè. Rau. Cho anh mở xem được. Được được được. Chắc là không có rau ấy. Ừ. Nước. Nước 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 nóng. Có nước nóng. Mềm mé này, có mềm mé. Có mềm mé nào? Mềm mé này. Ăn mềm mé rồi. Không có gì ăn đâu. Ăn mềm mé này à? Vâng, ăn mềm mé, ăn rau luôn. Dạ, yeah. Mén mén với rau rồi. Không dùng gạo đúng không? Không, không có tiền mua gạo thì ăn mén mén. Ờ, không có tiền mua gạo ăn mén mén à? Ừ. Chắc là nói chưa cho làm nhà thì nhà này xấu quá. Dạ, yeah. Anh thử một tí xem nhá. Được, anh ăn một tí được. Có cái nào đấy nó bảo là ơi rồi nhà xấu, nó lê xong là nó cho tia vào ấy vào đây. Ừ. Cho mén mén cũng thơm ấy, ngon đấy. Này ăn ăn với mèn mén với nước à? Vâng, mèn mén rau thôi mà. Ừ. Đi rau, rau ăn. À đây, rau ăn. Em mua vở này là 50 triệu đấy. 50 triệu. Bố mẹ của nó ăn nhiệt quá. Sao vở này không có bố mẹ rồi, chết hết rồi. Được rồi, bố la thôi mà. Không phải, nó không có bố mẹ rồi, chết. À. Bố mẹ chết hết rồi, có hai em trai nữa. À, có nghĩa là bố mẹ mất hết rồi đúng không? Mất hết rồi. Có hai trai nữa, ba đứa. À, nhà có ba anh em thôi. À, cùng một nhà. Thật chưa? Bố mẹ chết. À.
Thế lấy vợ về để yêu thương vợ ấy nhỉ? Hai vợ chồng nha. Nhà có mỗi mình em còn một nữa. Rồi anh ấy lấy xe về nhá. Vâng. Thế thì sau anh vào anh chơi. Và anh dựa cái ảnh anh tặng cho cả nhà. Vâng.